Lần rửa tốn tiền điện khoảng 100 đồng à? 100 đồng à hả? Nó có khô luôn cho mình luôn hay không? Khô nó sấy luôn. Cái này gọi là cái nút bạc YouTube nè chú. Con thì cũng chuẩn bị nhận được cái nút này. Dạ, đang đợi. Còn bên đây là giải báo chí mà Phong viết á. Phong viết các giải bên cái ngành của Phong á. Huy có kênh YouTube là Nhật ký của Huy. Huy, em đang làm gì vậy? Em đang ngồi coi clip làm bài. À vậy hả? Còn bên đây là phòng của Phong Bụi. Bên đây thì có kỳ tài Nguyễn Hồng Phước. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ cùng với lại anh Hiếu vô bắt cá bằng tay, bằng hai tay. Bình thường thì anh tay bắt hai cá, cùng với lại chú Phước ở đây nè, với lại hai cậu, với lại thằng em của mình, cùng nhau đi lên nhà tham quan nhà Phong Bụi để cho anh Hiếu giao lưu với sông Phong Bụi ở Sài Gòn luôn nha. Bây giờ thì mình đang trên cái quốc lộ 30, tuyến đường từ Hồng Ngự về thành phố Cao Lãnh, chạy hơn 30 km thì mình sẽ nghỉ ngơi ở đó và ăn uống ở đó, sau thì sẽ lên nhà Phong. Mong mọi người cùng chào đón cái hành trình của các chú cũng như là các anh em mình nha. Một chuyến hành trình ăn uống quá. Mọi người thì anh Hiếu cùng với cả đoàn cùng mới vừa ăn xong. Anh Hiếu đợt này lên Sài Gòn thì anh có cảm nghĩ gì anh Hiếu? Lên nhà Phong á? Lên nhà Phong thì Phong tới nhà mình vừa mình lên trển chơi lại với anh em. Dạ. Rồi đợt này anh mang cái đặc sản gì lên đó anh? Cá tự mình bắt được con bụi quay á đem lên vừa. Dạ. Ốc gạo, cá chốt, tôm. Dạ. Giới thiệu với mọi người thì mình đi với mấy ông cậu cũng hôm nay thì cũng có đem theo cái món sầu đâu miền Tây. Chú chú trước giờ chú thường lên Sài Gòn không? Cũng thỉnh thoảng ít thôi mà đi cũng với Bùi Hồ đó. Hôm nay mà được đi chung với anh em mà nhất là Bùi Hồ á. Dạ. Cũng có cái tư tưởng phiêu lưu và đã đi Hà Nội rồi đi lên mấy vùng ngoài và bây giờ đi đây với ông bạn Hiếu mình á. Dạ. Rất là thú vị bởi vì là một sự khám phá đặc biệt mà mình rất mơ ước mà không bao giờ dám làm. Rồi hôm nay chú cháu mình sẽ có một hành trình thú vị ở trên đó ha. Dạ đúng rồi. Mọi người thì trên cái hành trình này thì còn khoảng hơn 60 km nữa thì anh em sẽ đến quận 8 của thành phố Hồ Chí Minh để đến nhà cụ Phong. Thì hôm nay thì có một cái buổi đi chơi như thế này. Không phải là anh em ở đây dư giả gì đâu, nhưng mà vì Phong, mọi người ở đây rất quý mến cái tình cảm của Phong cũng như là anh em ở Sài Gòn dành cho tất cả anh em ở miền Tây, nên anh em chú cháu cùng nhau thuê một chiếc xe lên đó chơi một ngày rồi tranh thủ ngày mai thì về sớm anh Hiếu ha. Nó vừa đến đây thì Phong phát quà liền, đó là mùa dịch thì phải mỗi người một cái khẩu trang hả chú. Đúng. Bây giờ chú cháu mình sẽ lên cái nhà Phong thì ở trên kia nha chú. Dạ dạ. Lấy ba lô bả nhà em luôn nha. Ờ. Tới ngủ lại luôn. Ờ. Giới thiệu với mọi người thì chú Phước đây là kỳ tài Nguyễn Hồng Phước, mà những video clip trước thì mọi người đã xem về cái biệt tài mà chế đàn cũng như là những cái chữ đàn của chú. Hôm nay thì đi với đây thì cũng có kỳ tài với biệt tài nhiều. Ở đây là Phong, gia chủ. Cả đoàn cả gia đình 7 người cùng lên tham quan nhà bạn Phong Bụi. Phong ơi, nhà em chứa hết 7 người không Phong? Nhà em chứa 7 người. Ở ngoài trước nhà Phong có vườn ban công này để trồng cây nè. Đây là 10 giờ. Ở đây là hoa hồng. Nhưng mà quan trọng đó là từ Nhật về á. Ừ. Nó tự lao, gặp mình là chân mình là đi chỗ khác. Dạ con là xài hàng tàu địa Nhật mà như cái tủ này nè. Tủ này cũng Nhật luôn nè. Anh bạn này gắn bó em bao lâu rồi không? 2 năm không? 2 năm hả? Đó anh thử anh cản đây coi. Dạ. Cứ quốc đụng vô cái là tự động nó đi chỗ khác phải không? Dạ. Nó quét sạch hết toàn bộ nhà luôn. Nó biết chỗ nào là sẽ là buồn nhiều, sau này nó sẽ qua lâu để ở khu vực đó.
Tại vì cái sàn nhà con là sàn gỗ công nghiệp cho nên là nó mình lâu cái bàn cây lâu nhà nước là nó bị dập liền. Thì đằng này ở dưới đấy nó có một chút cái hộp nước. Nó hút nước không Phong? Nó có, nó đổ nước chứ. Ừ. Tham quan cái máy rửa chén của Phong nè, thấy không? Phong hôm trước thì Phong cho con coi. Phong nói cái máy rửa chén này khi mà mình đậy lại á, mình bấm nút thì hoạt động nó rửa mà kêu kinh kít luôn á. Có nghĩa là sạch bóng luôn á. Lần rửa tốn nhân điện khoảng 100 đồng à. 100 đồng hả? Nó có khô luôn cho mình luôn hay không? Khô nó sấy luôn. Rồi nó có khi nào mà nó bể chén không Phong? Không, nó sẽ làm sử dụng cái nước nóng, nước sôi á. Nó sẽ đánh bằng bọc khí. À. Chứ nó không có sử dụng bằng... Có sử dụng nước rửa chén không? Dạ không luôn. Không hả? Lâu lâu thì xài cái bột đánh bóng lên thôi. À, vậy là nó sử dụng nước nóng. Nó ở trong này có một hệ thống nước làm nóng, nó làm nóng bằng này. Dạ. Ok thiệt. Đó, ở đây được mà thấy ngoài cái này gọi là cái nút bạc YouTube này chú. Con thì cũng chuẩn bị nhận được cái nút này. Dạ, đang đợi. Còn bên đây là giải báo chí mà Phong viết á, Phong viết các giải bên cái ngành của Phong á. Dạ. Còn đây là mô hình báo nhỏ nè chú thấy không? Sạc máu đó. Chú ơi, sau khi nó lau xong nó trở về vị trí cũ nè. Nó tự sạc luôn hả Phong? Mọi người, ông cậu này nè, với lại cậu Út nè, đem cái đôi dép lào này từ ở Đồng Tháp lên đây là mang vô tới Mỹ ở trong kia luôn. Mình có mang ra đây không ạ? Bên đây là thánh dép lào luôn hả? Trời ơi, nghĩ sao mà ông có thể mang dép lào vào một cái khu chung cư cao cấp vậy đó? À, đúng không? Giới thiệu mọi người thì ăn cơm xong nãy lúc đi ăn mà chưa quay. Ăn cơm xong thì Huy đang lau nhà nè. Thương ghê không? Ăn có một chén cơm mà lau nhà dữ Huy. Huy ơi, lau cho sạch lên rồi. Lau cho sạch. Huy thì Huy ở quê ở miền Tây. Đây là cái bếp nhà của Phong với lại Trì Duyên với lại Phong Bụi đó. Này là chiến chung mọi người quán xong á. Cái này là món ổi em mua của cầu bé bán Thăng Long với lại ổi á anh. Hiện tượng mạng đang hot á. Rồi em lấy cái bàn rồi. Lấy ra không? Nhưng mà chị Duyên có làm kênh YouTube nữa mà đúng không? Dạ. Cái kênh tên gì chị hả? Nậu TV con. Nậu TV. Rồi sao chị đặt tên kênh đó? Dạ, thì mình sư nậu. Sư nậu. Ồ. Nhân nậu á. Đó, đây là đồ em đi quay clip em đem về đó. Ồ vậy hả? Trái cây trái kiếp là trong đó. Là mình làm về trái cây hay là về ẩm thực? Em đi chân dắt anh ơi. Có nghĩa mấy đứa nhỏ mà nó bán ngoài đường, lờ đường, lòng đường ngoài đó. Cái em quay mấy đứa nhỏ đó rồi em kêu gọi Mạnh Thường Quân cho tiền, đừng nó đi học, đừng có cho nó đi bán nữa. Hiện giờ em giúp được hai bé rồi, hiện tại em đang chân nhắc thêm một bé nữa, đó là bé bánh tay vàng. Hồi chiều em mới có bánh gì à, bây giờ nó ớn luôn rồi, nói bà chị bà đi tạo nghiệp. Rồi cuối cùng là mình thiếu nhiêu nợ rồi? Mình giúp nợ, giúp nó không rồi, bây giờ mình mua hết một đống luôn nè. Tháng mới đưa chồng Huy coi á. Cậu bé bán thơm nè. Rồi cô bé bán cà tím nè. Bánh sao mè. Rồi bán bánh sao mè ở còn mấy cái bánh bỏ trong ngăn mát mấy bữa nay chưa ăn hết luôn. Kênh của chị Duyên là bật kiếm tiền chưa? Bật kiếm tiền rồi, nhưng mà lúc nãy chị mới chia sẻ doanh thu cho em á, là em thấy là doanh thu của chị là được 500 mấy phải không chị? 567.000 Việt Nam đồng. Sau thời gian bao nhiêu tháng Huy? Được 1 tháng chị, 2 tháng. Em YouTube không? Bởi trước chị lãnh không? Em lãnh được 1.8 mấy chục á. Rồi mỗi tháng là đi vậy thì là lâm nợ ấy. Dạ. Nói thật với mọi Phong Bụi cho. Nói thật với mọi người thì khi mà đến nhà của Phong Bụi với lại chị Duyên á thì ăn cái món này ngon ghê luôn á. Lý do là mọi người không ăn hết vì chắc có lẽ là mọi người ngại, nhưng em ăn nhiều lắm á. Ngon đau nha, cái món này gọi là sao ta,
thịt kho kho tiêu á, mà em chế biến thành nửa miền Trung nửa miền Tây luôn á. Tại vì ở trong đó nó có cái vị ngọt á, ngon ghê luôn á. Vị ngọt của miền Tây á, tại vì mọi người là dân miền Tây á, sợ nấu miền Trung ăn. Tại vì khi lúc nãy á, thì chỉ cần múc cái giá lên là biết là nó ngon rồi. Tại vì nó có giống như miền Tây, nó có cái vị đường nó chảy xuống á. Còn cái món này là món canh cải lá son, cải son. Ngon ghê luôn á. Để tối em về, em đi chơi về đi ăn thêm. Ở nhà thì có chị Duyên nè, Phong Bụi nè, với lại Huy hả? Ba chị em vui ghê luôn á. Trời ơi, tối mới có mặt đầy đủ á. Thiệt luôn. Đi hoài à, luôn đi hết á. Em với Phong ở với nhau là từ năm 2013. Hồi đó là hai thằng còn là sinh viên. Mà sau này thì đi ở trọ. Rồi sau này Phong mua được nhà thì Phong cưu mang em ở với Phong ở cái nhà này là được hơn năm rồi. Huy ở miền Tây đó. Vĩnh Long. Nè mấy cái bánh đợt nào nè. Nè. Mấy cái bánh đợt quay YouTube của chị Duyên đúng không? Đâu nữa? Đó. Gì nữa? Đó. Đó, rồi kia. Bà cụ 63 tuổi bán bánh đây nè. Bán bánh lăng nữa anh. Ừ. Hổm ghê. Hổm chỉ mua về gần 50 cái chứ để trên cái tủ. Rồi cái này là thơm chế biến đây nè. Có nghĩa là mình mua thôi, mình không cần biết có ăn hay không, nhưng mình cứ chắc đầy tủ lạnh vậy. Thương người mà. đi giới thiệu ai là mua hết. Quá sợ. Quá sợ. Chắc cào kiếm kiên nguyên cả Sài Gòn này cũng không thấy YouTuber nào, nguyên Việt Nam không thấy YouTuber nào giống như chị Duyên á. Cào hết luôn, dừa đó, à dừa đó Huy. Nãy thì ăn xong thì sau khi mà dùng xong á thì dẹp vô đây. Mà chị Duyên nấu ngon quá trời luôn. Còn đây là thơm nè. Thơm là cậu bé bán thơm á chị hả? Sao không gọt ra luôn để em về đi cho em. Tại em mở mẹ thầy rủi đâu có kịp đâu. Để chị gọt ra, chị con bị chị gọt thơm quên hả? Ờ quên đấy chứ. Không mà gọt ra gọt. Cái đặc sản của Yên mình là gì? Cái đặc sản của Yên mình á. Dạ, mắt cá ngừ đại dương. Mắt cá ngừ đại. Mà tại sao chị lại nấu được cái món thịt kho của miền Tây? Hồi xưa học trong này, đi làm trong này, ở chung với mấy đứa bạn miền Tây mà. Sau mình nấu, nói chung là hồi xưa ở 4 đứa nhưng mà 3 đứa nó không biết nấu ăn đâu, mình nấu là mình tập nấu theo khẩu vị mấy đứa. Nhưng mà ăn được không? Không biết nữa. Bây giờ đứa nào cũng lấy chồng hết. Không, ý em nói là mình nấu theo mình kiểu miền Tây rồi chị Duyên có ăn được không? Được chứ, đi ăn được hết, chỉ có điều ăn cay là không được thôi. Có cái lượng phong ăn cay được hả? Ồ vậy hả? Ăn cay được đó. Cảm ơn chị Duyên bữa cơm hôm nay. Anh Hiếu đang xem lại cái video clip của mình. Đang ngay tại nhà Phong Muội. Anh Hiếu ôm lại cái quá khứ chìm xuồng mà anh Hiếu cứu vớt không được. Ở đây là Phong nè. Chào cả nhà. Bây giờ thì chị Duyên, chị của Phong sẽ làm một đoạn YouTube nha. Rồi bắt đầu. Đột nhập vô phòng của Phong trước đi anh. Phòng bên đây là phòng của Phong. Phòng của Huy. Phòng của Huy. Thì bên đây là phòng của Huy. Có kênh YouTube là Nhật ký của Huy. Huy, em đang làm gì vậy? Em đang ngồi coi clip làm bài. À vậy hả? Còn bên đây là phòng của Phong Bụi. Bên đây thì có kỳ tài Nguyễn Hồng Phước. Ủa cái kênh này đi nữa làm gì? Con chào chú Phước. Đây phòng của Phong Bụi. Bên đây là bàn làm việc của Phong. Gần đây thì có cái giường của Phong luôn nè. Cái này là gì? Chị Duyên cũng cái gối á, cái gối ngồi tựa gối lười á. À vậy hả? Dạ. Làm việc của Phong thì có một cây xanh này, cái này gọi là cây trầu vàng. Một cái máy tính nè. Cái đó thơm lắm anh. Không phải 10 giờ. Không phải 10 giờ. Cái hương thảo đó anh ngửi coi, cái mùi của nó rất là thơm, cái lá của nó có thể chế biến được thức ăn đó, chế biến được món ăn đúng không? Thơm. Anh biết công dụng của nó không? Có thể xua được mũi, với lại lúc mà mình làm việc căng thẳng á
mình ngửi cái mùi đó bớt stress hay lắm. Nói với cả nhà thì đang quay máy của buổi hồ đó là riêng chị cổ Phong, còn đây là cái máy tính mà mỗi khi Phong dựng video clip thì còn cái bỏ này rồi. Đây là một cái máy nữa này. Còn đây là một cái đàn guitar, chiều về mấy anh em cũng thường đánh đàn, nhưng mà Phong thì chưa hát cho nghe bài nào. Anh tí nữa mình lấy cái đàn cho anh ảnh thử anh. Đó, bây giờ mình sẽ đi ra nghe. Bây giờ ở ngoài kia thì có ba người khách đang tâm sự. Tất cả là nam nhi hết. Ở đây thì có anh bắt cá ở bên đây nè. Anh Bưu Hồ đang đút bạc chưa ta? Bên đây là thấm bắt cá. Bên đây là thấm nhậu. Bên kia là thấm chim xuồng. Đâu thấm cái à thánh chim xuồng kia, thánh chim xuồng kia. Giới thiệu cả nhà kia là thánh chim xuồng.